Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì mới tôi hỏi hôm nay em có về được động cơ Isaki. Isaki này là 2.835 của anh chị em. 2.835. Tình trạng máy xuất sắc của anh chị em ha. À, bên em thì luôn chọn những cái động cơ siêu phẩm ha. Về bán cho các anh chị em, xài cho nó lâu nó bền quá anh chị em ơi. Mặc dù giá thì nó cũng không mắc hơn mấy cái động cơ bèo bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà bù lại của anh chị em xài được cái động cơ nó chất lượng nó bền lâu quá anh em ha. Động cơ này của em nó là hơn 40 triệu một tí của anh chị em, hơn 40 triệu một tí nha. Cô bác anh chị em mà tiện mình mua cái động cơ giá nó rẻ hơn có mấy triệu đâu, ba mấy triệu thì nó rẻ hơn cũng một vài triệu, nhưng mà cái máy nó kém chất lượng thì của anh chị em xài nó không có bền đâu quá anh chị em. Đặt lên một công cụ gì đó mà mình muốn thay đổi nó rất là khó khăn. Với lại khi mình mua cái máy bèo gì rồi mình muốn bán lại cũng hơi khó mấy chị em ha. Đó. Tình trạng em này là cực kỳ luôn, trên 90% của mấy chị em ha. Máy rất là mới, mới tinh. Bô lửa nè, cực kỳ không? Bô lửa màu gan ha, bô lửa này không có sơn quá chị em. Lốc máy đen thui nha. Máy này em bán là em bao nguyên zin nha. Không sơn giảm giá gì hết. Đó. Giá thì trên 40 triệu. Đó quá cho em nhìn nó kết cái bơm nước thôi. Cho em nhìn thấy chảy nước miếng không? Mới tin nha. Nó mà cũ rồi là không có làm gì được quá cho em. Nó mà chạy lâu ngày vài tháng rồi á, nó phai mờ theo năm tháng rồi là cô bác cho em có rửa một năm của nó cũng không có mới được nữa. Có ngâm một tấn dầu cũng không mới được quá cho em. Chứ đừng có nói là rửa mới nha, xin lỗi nha. Đó. Máy mà nó cũ rồi là cô bác cho em rửa một năm đi cũng không mới, đừng nói rửa là mới. Còn nó đẹp rồi là đẹp rồi. Bác cho em nguyên lý của cho em phải hiểu điều đó. Đó. Giống như con người mình lão quá rồi á, uống thuốc tiên vô cũng vậy nữa. Đó. Giống như con máy cũng vậy thôi. Mấy cái màu nhôm này rất là độc đáo lắm, nó mà xài lâu ngày nó thâm đen rồi á. Cô bác anh chị em có tẩy quá chất, có làm gì nó cũng không có đẹp được hết. Trừ khi cô bác chị em lấy quánh cước mà quánh ra thôi, mà quánh ra nó sọc nó kỳ lắm, nó không có mịn như gin da gin của người ta. Da gin người ta nói vậy đó. Đó, thành ra cái gì nó cũ là cũ anh chị em, nó mới là mới nha, chứ không bao giờ mà nó mà cũ mà làm mới được nha quá chị em ha. Đó, còn cô bác chị em nói mà mấy con ốc này là đi xi đi nhợm ha, thì cô bác chị em có máy nhà đó đem đi xi đi nhợm dặn vô đi ha, giống cải lương không. Rồi, động cơ này là giá hơn 40 triệu quá chị em, cho một động cơ 2.8 bét kim. Chất lượng động cơ này trên 90% quá chị em ha. Đó. Bơm nước bơm gì nghiêm chỉnh, cốc nước thì nghiêm chỉnh, dimo sạc lớn quá chị em ha, đề to luôn. Đó. Đề máy coi. Đề máy cho bác chị em nghe tiếng máy luôn. Isaki 2.8 rất thịnh hành của bác chị em ha, dòng bét kim nha. Kỳ luôn á em, đó, nó rất là đã. Thôi bởi đi con, đạp cái giò vô rồi tay á. Tầm giá mà nó tầm giá 40 trên 40 của anh chị em. Thì của anh chị em muốn mua cái máy bê tông 95 ly của Nhật đó thì nói chung cũng rất là khó là lựa chọn của anh chị em. Mình nói đó thật sự. Đó. Tầm giá trên 40 triệu thì bốn mấy triệu thì của anh chị em không có mua được cái máy nào bê tông 95 mà đẹp hết. Nhưng mà hiện tại là em đang có con máy này. Bê tông 95 ly bốn máy. Đó. Giá trên 40 triệu một tí, nhưng mà máy rất là đẹp các bác anh chị em ha. Rất là đẹp. Rồi, các bác chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em động cơ này ha. Các bác chị em cần thiết gắn thêm một bơm nữa, em tặng thêm một bơm đó nha em, tặng thêm bơm sau luôn. Tặng thêm không lấy tiền. Đó. Còn các bác chị em nào mà không xài bơm, bỏ bơm trước lại trừ tiền lại. Đó. Trừ lại thì trừ tiền mà tặng thêm là không lấy tiền của bác chị em. Đó, chơi vậy đó.
Rồi em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều đã vào xem các video động cơ của em đăng lên và cũng như mua máy bên em thời gian vừa qua. Em xin chào và chúc tất cả cô bác chị em được nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc nha. Xin chào, tạm biệt.